sau hai đợt thanh lý thì số lượng chó Phú Quốc của trại chó Phú Quốc Sài Gòn đã giảm đáng kể. Thì bây giờ chỉ còn vài con giống thôi, con giống của trấn trại thôi. Nhưng mà nếu anh em nào mà thích đó, thì mình sẵn sàng nhượng lại chia sẻ. Đây, một cá thể đẹp bên mình, mặt rất đẹp, chi tiết là cái đuôi hồi xưa mới đẻ ra nó bị đạp, nó gãy đuôi. Nó mới đẻ một bầy cho con ra rất là đẹp nha, bầy con đẹp lắm mà không bị lỗi đuôi. Xa mặt đẹp, vàng bạc má, xoáy thì không được xoáy kiếm nhưng mà mặt rất là đẹp. Thì mình sẽ quay con chó con nó nha, tức là bầy nó mình bán hết rồi, chỉ giữ là một con thôi. Đây, đây là con nó 5 tháng này. Các bạn nhìn cái mắt nó thần nè, à, cái xoáy là khỏi chạy luôn, dính gen của mẹ. Trắc lại không, cái mắt với miệng đầu thủ tay. Nói chung về góc độ mình thì đánh giá theo cảm quan mình thôi. Chạy thì lâu nay mình nhìn này mình thấy ok chất, thì mình nói theo cảm tính, còn mấy bạn nhận xét sao thì tùy mỗi người chơi. Đây, 5-6 tháng. Thì đối với những con giống mà đẹp mà xuất sắc hoặc là mình đánh giá cao á, thì có rõ quan điểm luôn, mình không có bán giá rẻ. Tại vì cái công sưu tầm bao nhiêu năm nay mới sàng lọc được những cá thể rất là hay. Đó, đây là bạch hổ nè, này mà mình nuôi từ nhỏ luôn. Em này thì thành tích là mới phối lần đầu với một con tên là Mina, đẻ 9 con sấy trong đó, trong 9 con bạn sấy trong đó khoảng 3 con, 2-3 con là bạch hổ. Lần đầu tiên phối thủ. Chú cứ tiêm đi, tiêm bình thường đi. Đây tiêm 5 bệnh nha. Này là sau 30 ngày sử dụng thì khoảng 10 ngày sau mình tiêm á 5 bệnh. Xoa nhiều vô con, thôi áp xe đó. Xoa nhiều quá đó. Xoa kỹ đó. Em này thì là khách bắt rồi nhưng mà đang nhờ là tập sức để chạy. Vện cái em này cũng dấu hiệu bạch hổ cao lắm nha, vện sáng màu nè, nhìn đen đen thôi chứ sau này bung ra theo kinh nghiệm bên mình á khả năng bạch hổ cao lắm. Một em ông đen cái thì chuẩn bị chuyển ra Quảng Ngãi á, đang đứng á, đang tìm phòng. Thì mình quay tổng quan trại đây, này một anh một vện cái của trại này, cái tơ chưa phối lần nào, mắt còn hổ phách. Em này thì gấu lắm mà nhỏ cắn nhau mà nó sứt miếng lưỡi luôn. Rồi đây một đực giống của trại nữa, em này tên là Xét. Thôi đây con sáng sáng không, em này 8 tháng tuổi, sáng màu, mảng màu rất là đẹp, đầu thủ mặt rất là lanh, xoáy kiếm. Thì vừa rồi thì giải tán rất là nhiều để giữ lại vài con chơi thôi. Còn mấy con mà nhiều lúc anh em mà thấy không, chưa có duyên, chưa giao dịch được thì bên trại cũng không giữ lại. Ra thú cưng mà dạng chơi mà, chỉ người nào hợp duyên với lại biết cách chơi thì mình chia sẻ đam mê, còn không thì thôi. Cái này mới 8 tháng nha, chưa phối được, chỉ gần 2 tháng nữa. Thì bữa nay một cái like của bên mình nữa, một like khác. Em này đẹp theo dạng thời trang, mảng màu rất đẹp, bõm thắt, thủ gọn, lanh, mắt lanh, nhanh nhẹn. Đây một trong những cá thể mình thích nhất. Đây con cái mình nuôi từ nhỏ luôn, cặp mắt đẹp lắm. Này thì bị ánh sáng này nọ cho nên nó khó không? Mình có mắt cũng hổ phách. Màn cái này, cái tơ của mình. Nói chung anh em nào thích chơi thì mình sẵn sàng nhượng lại thôi. Cái chất con chó thần chó
này do nắng chiếu nha, chứ ngoài nhìn là mặt mắt là màu hổ phách rồi. Thủ rất là gọn. Mấy em này với con xích ra ngoài mình chụp hình đẹp lung linh, chụp ra mấy cái thần của nó. Giờ thì nó thiệt là chưa có thời gian, cả tháng hay 2 tháng mới xuống trại 1 lần, chưa có thời gian. Tức là những em còn lại đây là con đánh giá là dạng xuất sắc của trại. Vì cầm những con mà trứng trại mà ngon lành mà chứ cứ nhiều khách hàng xuống trả như bèo dạt, thà mình tặng cho không chứ cần gì phải làm vậy. Đây là một vành cái bạch hổ nữa của trại. Con này nhìn giống con mắt quá. Này do ánh sáng buổi trưa chiều cho nên nhìn vô nó cho chóa nha, nhìn không rõ. Thực sự chạy nhiều chó bây giờ bắt từng con ra quay mệt. Bạch hổ. Rồi đây cũng là một cái cá thể bạch hổ này, bệnh cái sinh rồi, đã ăn lứa rồi. Con này thì giống con mắt hơn nữa, tức là hai thầy là chị em. Chị em cùng cha khác mẹ. Hiện tại chạy đang giữ vài con bạch hổ, nhưng mà tiếc em này sinh ra thì nó bị mất xoáy. Vừa rồi đẻ 7 con rồi đầy full xoáy luôn. Nói chung trong nhân giống thì có những cái rủi ro không tránh khỏi. Bạch hổ. Vừa rồi có bán một em bạch hổ rồi mình giao khách hàng rồi, cũng xin sẵn một đứa. Giờ thì mình đây, bên đây nắng nó khác này, giờ cái gì à, đó nhìn mắt đỏ. Đầu thủ này cũng đực nha, này cũng không xoáy mình luôn, nhưng mà cặp mắt rất hút hồn, cảnh giác cao độ lắm. Thế đây đây này. Nhiều người hỏi ủa sao mà đồ giữ đồ chơi của trại mà để con không xoáy lỗ đuôi. Thật sự mà nói cái việc mà có xoáy lại lỗi đuôi á thì tùy, chứ mà di truyền á mình sợ, còn mà không di truyền á thì lỗi nhân giống lâu lâu á thì mình sàng lọc lại được, không sao cả. Đây là em Max, con này đầu đàn này được 5 tuổi, cha của mấy con bạch hổ, mắt hổ phách luôn. Rồi đang có phe, giờ mình phải xử lý chuồng trại rồi. Max có một mình em với một chuồng. Rồi tiếp theo đây một cái thể đẹp của mình đây, cái mắt hổ phách nè. Đây con vàng đang có dấu hiệu lên giống. Mắt hổ phách đẹp. Cái chạy giờ toàn mấy con về không này, mới xăm xong. Đây con mà bạch hổ mà phối lần đầu là ra 9 con đây đó, mang màu. Trong đó là 3 con bạch hổ nha, thì mình thấy là 3 con bạch hổ đó. Cái gen tốt ghê. Mới sinh 9 con đều tôm tóc, mấy con bệnh sáng màu luôn, 3 con bạch hổ. Đây một đực giống mình đó. Này là con tên là Red. Đây mắt hổ phách luôn nè, đó mắt nhìn hút phần vàng. Tức là giờ đực giống mình chạy mình khá nhiều, sự nhiều lắm. Nuôi chơi Rắc ơi, Rắc nhìn đâu Rắc. Rắc thấy ghét
con này có những clip là thánh nạm dừa này, cái là phối rồi nè, hình như là như dính bầu nè, thấy vú giật xuống nè. Con này phối trước cái con Rex đây, em này là mình bao bầu rồi đây, đây vú giật xuống rồi, dính bầu rồi này, cái tơ nè. Đó, lần trước thì cũng có mấy bạn cũng chốt cọc mà chốt miệng không à, thì đối với mình thì chốt miệng không tính. Mình lựa là phối với em Rex. Có tổng quan trại nói chung là nhiều lắm, thanh lý nhiều lắm, hai đợt là chạm tải nhiều lắm, chuồng trống rồi nè. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn theo dõi cái bài chạy chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì địa chỉ của mình là ở chân cầu Rạch Tán, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ 0989 356 396. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi nha.